Các bạn hiểu nhận đi chúc mừng năm mới nào. Chúc mừng gia đình. Ôi trời ơi. Để nào. Để nào làm một. Nhanh rất là tài. Quay. 2022. Chuẩn bị vô năm mới. Thêm túi mới. Khách đợi gì lo, ở đây này cũng nhiều nghe. Rồng ngồi rồng kéo kéo nè. Ừ. Cái kéo 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 đó hả? Ngồi. Ừ. Rồi mình mở ra mở ra. Đồng hồ 150.000, 150.000 đô. Cũng xịn nữa. Nó 150.000 đô sẵn ngang. Mà mấy tỷ à? 3 tỷ mấy à? Nhiều quá chẳng biết bao nhiêu tiền. Gần 3 tỷ rưỡi nha. 3 tỷ mấy. Mình đâu mình ở bên đó không biết làm ăn được không? Hey. Không biết. Mấy nâu trở về cũng được thì phải. Nhưng mà tiền nhiều. Nhưng mà tiền nhiều quá rồi. Thằng dưới đó mới về kìa. Mới về bình thường. Nhưng mà giá vé máy bay là... Vì phải cách ly nữa. Cách ly tập toàn. Mới đi hết cách ly rồi đây. Qua tháng 1, qua bắt đầu qua tháng 1 là hết cách ly rồi đó. Rồi trước tính về cái cách ly xong rồi bằng ra cái giờ về. Có được 2 mũi hộ chiếu vaccine là đi về. Ồ, mà mày phải nấu chắc mũi thứ 3 rồi má ơi. Thì ý là 2 mũi là được về rồi đó, 2 mũi là không cần nữa đâu đó, còn mũi thứ 3 thì hết cần luôn. Hết cái ly rồi, cái ly tập trung rồi. Thì, Yên nặng rồi đó. Ừ. Bố ơi, mình thằng bạn mới nói mấy kìa. Thôi, không cần phải giải thích mà. Thì em hiểu mà. Lại học hỏi cái này, cái bay nó có không? Ừ.
không đi về mà đi small, mua áo mua quần bên này mua mua đồ mặc đồ đi mua đồ mặc bình thường thôi, khi mua gì không biết, khi mua gì nữa không biết, mua đồ ren đồ tao ấy là tổ em đang chọc mà bạn em mua chị nè, mua chị đang chọc em mà chị vợ ông bạn như nó toàn ở nước ngoài vậy không phải nắm biết, phải biết mà hỏi chứ bạn toàn đi mẹ đây là mày giấu đầu lồi đuôi mẹ nói thiệt á, hành tinh chọc hành quả hành đâu cho nội đâu gì mà sợ cái đó bay, biết lăn không là con nói là không bao giờ giấu được gì đâu rồi u lây tết đi rồi là không ta cặp ta mới cặp mới đi mà vậy gì nó đi ra làm cái tết này chắc người ta cũng ít đi dịch mà cũng sợ. Đóng thành cái gì khách sạn kia bất ngờ lại chứ không làm đó lại có thấy một cái tay mồ tay mồ ra quay cái kia đi nghe. Cái điện thoại xuống luôn. Ủa, rước kêu Huệ quay đi chứ tự nhiên Huệ ở đây làm chi trời trời trời, rảnh ghê trời trời. Ờ, cái Huệ quay đi. Quay quay nhà. Không có máy quay chị đem đây đâu mà ai đem xuống dưới kìa chỗ cái đó kìa. Ở kìa ở đây. Cái menu kìa, chỗ cái menu á đem xuống dưới rồi cho con hậu làm á. Chứ nghĩ rằng Huệ quá lắm chứ Huệ quá quay mà tụi hắn quay luôn đi rồi. Mm-hmm.